Thưa quý vị, trong khuôn khổ hoạt động của Diễn đàn Phát triển Đường bay Châu Á 2022, Rouge Asia 2022, có hơn 1.500 cuộc gặp gỡ kết nối kinh doanh trực tiếp giữa các đối tác đã được hẹn trước trên hệ thống của Rouge Asia 2022. Riêng tại thành phố Đà Nẵng, có 22 cuộc gặp đặt hẹn trước diễn ra tại không gian kết nối B2B, Business to Business, doanh nghiệp gặp doanh nghiệp, thuộc Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Đà Nẵng. Trong sáng nay ngày 7 tháng 6, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng và các đơn vị hàng không của thành phố đã có buổi tiếp xúc và làm việc với Cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ, hãng hàng không IndiGo Ấn Độ và hãng hàng không Qantas Úc. Theo đó, Ấn Độ và Úc là hai thị trường rất tiềm năng của ngành du lịch Đà Nẵng hướng tới. Tại các cái buổi gặp gỡ như thế này, thì chúng tôi cung cấp các cái thông tin về điểm đến của thành phố Đà Nẵng, về hệ thống, hệ sinh thái, các cái sản phẩm du lịch của thành phố, cũng như các cái vùng lân cận như Hội An, Huế và Mỹ Sơn, cũng như là Phong Nha - Kẻ Bàng. Bên cạnh đó thì phía nhà ga AHT cũng như là ACV thì các đối tác cũng đã cung cấp các cái chính sách về ưu đãi mở các cái chuyến bay đầu tiên tới thành phố Đà Nẵng, cũng như là các cái chính sách hỗ trợ về dịch vụ, đặc biệt là các cái hỗ trợ về hệ sinh thái, các cái sản phẩm cũng như là các cái đối tác du lịch lữ hành. Hiện nay, Sở Du lịch phối hợp với Ban xúc tiến và hỗ trợ hẹn gặp các đối tác gồm International Airline Group, Air Asia Group, Thái Vietjet Air, Eva Air, Lion Air, Philippine Airlines, Airport Authority of India, Malaysia Airlines, Japan National Tourism Organization. Chúng tôi mong muốn và kỳ vọng sau cái diễn đàn này thì thông tin về thành phố Đà Nẵng cũng như các cái chính sách hỗ trợ để mở các cái đường bay mới tới sân bay quốc tế Đà Nẵng cũng sẽ tiếp cận được với các cái đối tác. Và chúng tôi cũng sẽ triển khai nhiều các cái hoạt động để kết nối sâu rộng hơn nữa, với một cái hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ mở đường bay tới Ấn Độ cũng như là Australia. Theo đó, các cuộc gặp gỡ kết nối kinh doanh trực tiếp này diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 năm 2022.